chốt đơn Honda Super Cup cho em trai sinh viên mua online tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, với chiếc Honda Super Cup này thì mọi người thấy sinh viên mua thì chắc các bạn cũng đoán được là sinh viên MIT rồi nha. Đó, cho chiếc Honda Super Cup màu đen mờ này, hiện tại bên mình thì cũng còn nhiều màu lắm các bạn, có màu đỏ nè, màu xanh nữa. Mọi người quan tâm màu này á, thì cứ đến với hệ thống Hồng Đức nha. Chiếc này thì sử dụng hai khóa Smart Key luôn, đổi xe số nhưng mà sử dụng khóa Smart Key nha. Cái khóa Smart Key này giống với mấy chiếc SH hoặc là SH Mod á. Bạn sinh viên này thì chỉ liên hệ với mình qua điện thoại và chốt luôn chiếc Honda Super Cup màu đen mờ này mọi người ơi. Bên mình sẽ có xe chuyên dụng giao đến thành phố Hồ Chí Minh cho bạn nha. Giờ mình quay chi tiết chiếc này cho mọi người xem nha, cũng cho bạn này kiểm tra xe luôn. Thì với chiếc Honda Super Cup này á, chúng ta sẽ có gác chân nè, rồi cần số, cần thắng nó đều khác với những chiếc xe số của nhà Honda bán tại Việt Nam mọi người. Chiếc này có sử dụng vỏ không ruột luôn nha. Giờ mọi người thấy trên thị trường nó có chiếc xe số nào mà sử dụng vỏ không ruột đâu. Nhưng mà phiên bản này thì sẽ không có phanh ABS nha. Mình thấy thị trường bên Thái Lan thì có ABS. Rồi anh Khánh thì đang lắp bình chiếc này nha. Mình thấy bình chiếc này giấu kỹ lắm các bạn, mà cũng dễ lấy ra để thay thế sửa chữa lắm mọi người. Nằm ngay dưới cái yên phía trước thôi. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái cổ bô, nó có cái bầu vậy nè. Nó theo cái tiêu chuẩn khí thải của Euro 4, Euro 5 gì đó, nhưng mà nó phải có cái bầu như vậy. Rồi gắp bình xong thì bật khóa lên, mình kiểm tra xe trước, kiểm tra xe hết luôn trước khi để lên xe chuyên dụng giao cho khách hàng. Với dòng Honda Super Cup này thì hiện tại bên mình cũng còn rất nhiều màu nha. Mọi người quan tâm thì cứ để lại bình luận phía dưới để mình tư vấn thêm cho các bạn.